Thưa quý vị, mùa xuân, mùa khởi đầu của sự sống mới. Ai trong số chúng ta cũng mong muốn đó là một dịp để bắt đầu cho những dự định tốt đẹp nhất trong năm, ngay cả khi bắt đầu cho sự ra đời của một con người. Y học phát triển đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho rất nhiều gia đình, nhất là những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Và theo thống kê của Bộ Y tế thì Việt Nam có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản bị vô sinh hiếm muộn. Và con số này đang có xu hướng ngày một gia tăng. Nhưng cùng với đó thì y học hiện đại cũng đã giúp họ thực hiện được thiên chức của mình, thậm chí còn tuyệt vời hơn khi ở độ tuổi đã không còn trẻ nữa. Họ vẫn được làm cha làm mẹ như đúng ước vọng. Người lạ nào vào nhà chơi, nếu không hỏi thì ai cũng nghĩ cậu bé này là cháu của ông Toàn, bà Nguyệt. Nhưng không phải, đó là cậu con trai út của ông bà. Ở tuổi 60, sẽ chẳng ai nghĩ ông bà lại có thể sinh thêm một cậu con trai kháu khỉnh đến như vậy. Cháu thứ hai của tôi nó bị bệnh hiểm nghèo. Thế là nó mất năm 2011. Thế thì đến năm 2012, là gia đình là thực ra là cháu lớn nó đi lấy chồng. Thì gia đình tôi còn hai vợ chồng rất là buồn, đấy, rất là buồn. Thế cho nên là nghĩ đến là bây giờ làm sao mà có một em bé để cho nó vui cửa vui nhà. Cũng chợt nghĩ, chẳng ai 60 tuổi vẫn còn mong muốn sinh con. Nhưng với quyết tâm, ông Toàn bà Nguyệt đã tìm mọi cách để thực hiện được ước nguyện của mình. Ông bà đã đi không ít các bệnh viện, uống đủ thứ thuốc Nam Bắc, tốn tới hàng trăm triệu đồng. Nhưng may mắn vẫn chưa đến. Đến năm 2015, ông bà đến Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội để kiểm tra, thực hiện thụ tinh ống nghiệm. Và thật bất ngờ, trải qua không biết bao nhiêu thử thách, cuối cùng bà Nguyệt cũng mang thai và ông bà trở thành cặp vợ chồng cao tuổi nhất Việt Nam có con bằng thụ tinh ống nghiệm. Cũng rất ngỡ ngàng, bởi vì ngỡ ngàng ở chỗ mình tuổi này mà đã có con. Đấy, cái thứ hai nữa lại cũng lại lo bây giờ mình liệu coi như bé như này rồi nay mai coi như thế nó trưởng thành dựa vào đâu. Được kết quả được rồi thì đúng là rất là phấn khởi, cảm xúc lúc đấy không cái gì tả nổi được. Thế đến khi mà về, trong khi mà về để giữ con trong bụng ấy, thì đúng là cũng là một cái quá trình rất là gian nan. Thử thách chưa dừng lại khi quãng thời gian 9 tháng 10 ngày mà bà Nguyệt mang thai gặp phải rất nhiều nguy cơ. Không biết bao nhiêu lần dọa sẩy, không biết bao nhiêu lần ngày đêm hai ông bà phải bắt xe xuống viện điều trị. Đã có những Tết phải ăn Tết ở trong bệnh viện. Nhưng rồi cuối cùng, bé Đinh Trọng Khánh cũng chào đời an toàn trong vòng tay yêu thương của ông bà. Khi mà mổ bác sĩ hô là được rồi em bé trai, ui dồi lúc đấy mình phấn khởi lắm, thích lắm, như là muốn ngồi nhổm dậy để nhìn con mình ấy. Thế nhưng mà cái mình nghĩ ra là mình coi như đang nằm trên bàn mổ. Không như những người khác tuổi cao vẫn đi tìm con vì hiếm muộn, vợ chồng bà Nguyệt đã có con có cháu. Tết năm nay với gia đình ông Toàn bà Nguyệt là một năm đầy ý nghĩa. Bé Khánh đã tròn 2 tuổi, rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Bà Nguyệt vẫn duy trì nuôi sữa mẹ hoàn toàn. Và ông bà không còn gì hạnh phúc hơn, bởi ở tuổi 60, họ vẫn sinh con được bình thường.